Xin chào mọi người, bây giờ cũng khá muộn rồi, 9 rưỡi hơn rồi, hôm nay thứ 5, ngày 9 tháng 12. Hàng hóa của bên máy thực phẩm Hoàng Quân đang được đóng. Rất căng thẳng, đóng hàng rất nhiều. Hiện tại anh em có thể nhìn thấy hầu hết tất cả các khung gỗ này là máy xay giò chả 3 cân, 4 cân 3 cân và 4 cân. Còn đây là những chiếc máy đùn xúc xích này. Thời gian khá là muộn nhưng vẫn phải tăng cường đóng hàng, phải kịp cho khách hàng. Những cái đơn hàng rất chi là lớn, máy móc rất chi là nhiều. Đây là những cái con máy đã được đóng sẵn, máy thái thịt. Và đây là những cái dòng máy khác. Nói chung là sản phẩm tại thời điểm hiện tại bán hàng thì rất chi là nhiều. Tuy nhiên một số dòng máy đang không kịp phục vụ bà con thì mong bà con thông cảm, cố gắng đợi chờ. Thì những khách hàng nào có thể đợi được thì hãy đặt hàng, mua hàng. Còn những khách hàng nào mà chưa đợi được thì vui lòng xin phép là Quân xin lỗi không hỗ trợ được kịp. Anh em cần mua hàng thêm gì thì cứ điện thoại theo số hotline 0941111699 hoặc 0973684391. Clip đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.